Em nhớ chưa? Chị ôn lại cho em cái chỗ mà chị chọn bữa tỷ giá. Tỷ giá là mình chọn UFP mà em nhập lại cái mấy cái hóa đơn đợt trước cũng được chị. Tỷ giá hả? Đây. Nhà của công ty cổ phần Việt Nam Trung Kỳ á. Sửa này. Loại này. Đô đây. Đô phải này. Nhắn phải nhắn vô sửa chị. Đúng rồi. Phải nhờ, ví dụ nhá, ví dụ nha, chị nói này. Rồi. Nó đang như thế này nhá. À, tức là nó dài em chọn ôi nó không được. Chị giải thích này, chị giải thích để em nhận biết được cái để mà làm này. Nó đang ghi tạm, được chưa? Nếu như trong trường hợp tình huống này mình bấm xóa thì nó sẽ mất luôn. Nhưng mà nếu mình sửa không sửa được bởi vì mình chưa bấm cái chữ sửa này. Được chưa? Thế nếu trong trường hợp mình cất đây nhá thì nó cái phần mềm nó sẽ bằng không còn là màu xanh mà nó sẽ là màu đen. Màu đen có nghĩa là đã hoàn thành ghi sổ nhá. Trong trường hợp mà nếu như em đã hoàn thành ghi sổ rồi mà em muốn sửa thì em nhìn thấy cái nốt bỏ ghi ở đây, em phải bấm vào bỏ ghi, được chưa, rồi mới sửa, đúng không nào? Nhưng mà nếu như trong trường hợp tình trạng là nó là màu xanh như này thì em chỉ cần click vào đây và em bấm sửa là xong. Đó, em nhận biết được rồi gì, đúng không? Loại tiền này, tỷ giá này, được chưa? Số lượng mình nhân với đơn giá này, nhân với tỷ giá này thì ra thành tiền. Chỗ này em tự làm nhá. Thế còn về chi phí nhá, chi phí này, chi phí mua hàng trong trường hợp mà VAT em được khấu trừ ấy thì em sẽ không phải toán hóa đơn chi phí của thuế giá trị gia tăng đâu. Như vậy là hóa đơn vật tư làm được rồi này, hóa đơn dịch vụ làm được rồi này, hóa đơn nhập khẩu mình cũng làm được rồi. Còn cái phần ghi tăng của hóa đơn chi phí trả trước có đúng không? Chưa làm được. Đúng không? Đây. Đây đây này. Cái này chị thấy em hạch toán. Về mặt hạch toán em làm được rồi. Đúng. Nhá. Đó là ba, có ba cái mã như thế này. Tức là mỗi một công cụ dụng cụ ta sẽ tạo một mã khác biệt nhau, không một trùng nhau. Đúng không nào? Cái này hiểu hiểu rõ rồi đúng không? Bước thứ hai, không biết là em đã ghi tăng chưa nhỉ? Hôm nọ chị dạy em ghi tăng rồi đấy. Đây, đây, đúng không? Nhưng mà hình như chưa ghi tăng cái hóa đơn đấy. Muốn biết được chưa ghi tăng hay không, chị sẽ vào này, nghiệp vụ này, công cụ dụng cụ này, ghi tăng công cụ dụng cụ hàng loạt này. À, lúc này chị chọn vào dấu 3 chấm này. Chị chọn là mua hàng không qua kho này. Chọn thời gian là năm nay này. Lấy dữ liệu nhá. Đây, chị khẳng định là em chưa vào hết, đúng không? Chưa vào hết cho nên nó mới xuất hiện mấy cái mã này nhá, mấy cái mã này. À, và một cách thứ hai nữa mình cần kiểm tra, em ghi đó là em vào báo cáo. Cái này cực kỳ hay luôn, để mình kiểm soát. Em ghi này, cách kiểm soát việc đã ghi tăng công cụ dụng cụ hay chưa ghi tăng công cụ dụng cụ. Bằng cách này, vào danh sách báo cáo. Em nhìn thấy chưa? Em đánh cho chị là công cụ dụng cụ nhá. Sau đó em click vào này, báo cáo đối chiếu sổ theo dõi công cụ dụng cụ này. Được chưa? À, em chọn năm nay cho chị này nhá. Em chọn tài khoản 242 này. Được chưa? À, đồng ý này. Vì sao? Đến cái bước này nó sẽ đối chiếu cho em. Ví dụ ở đây nếu như bên sổ cái nhá, được chưa, nó sẽ có cái chứng từ phát sinh nhá. Mà bên ghi tăng này này nó chưa lên thì nó sẽ thể hiện là à, bên sổ cái có nhưng bên ghi tăng không có. Em nhìn thấy không này, mặt bên phải là sổ cái có này, mặt bên trái là ghi tăng không thấy này, xuất hiện, được chưa? Thế thì chị mới kết xuất cái sổ này ra để chị đối chiếu thôi nhá. Và mình sẽ xử lý triệt để vấn đề chi phí trả trước này. Thứ nhất, chị kiểm tra em. Chị thấy ở bên công cụ dụng cụ này này, em có ghi tăng hai cái rồi. Đó là cái 1.453.000. Thì ở đây đương nhiên 1.453.000 không còn xuất hiện ở đây nữa. Có đúng không? Đây này, chứng minh mình vào đây, mình sang nguồn gốc này, thấy chưa? Tức là nguồn gốc hình thành em chọn nó rồi thì nó sẽ không bao giờ xuất hiện ở cái báo cáo đối chiếu này nữa, hiểu chưa nào?
Cái thứ hai mà em đã làm ở đây là 4.980.000. Em đã ghi tăng rồi, đương nhiên là em cũng sẽ không còn cái số tiền tương ứng ở đây nữa. Đồng ý không? Như vậy là kết quả những cái chứng từ này mình có hạch toán bên phân hệ mua hàng với điểm khoản là nợ tài khoản 242 nhá. Hiểu chưa nào? Nghĩa là sao? Nghĩa là trong mua hàng không qua kho thì có hạch toán cái nghiệp vụ này, nhưng bên người ta ngách thì em chưa ghi tăng, cho nên phần mềm nó vẫn thông báo là cái đối chiếu này nó đang có sự chênh lệch. Mà chênh lệch ở đây có nghĩa là bên sổ cái thì mình có, mà bên ghi tăng thì mình chưa có. Đúng rồi, em hiểu bản chất rồi đúng không nào? Vậy để nó không báo nữa thì mình vào đâu? Vào nghiệp vụ này, vào công cụ dụng cụ này, vào ghi tăng công cụ dụng cụ hàng loạt này. Chọn cho chị là mua hàng không qua kho. Em chọn năm nay này, lấy dữ liệu này nhá. Lấy dữ liệu thì chị sẽ nhìn số chứng từ để chị lấy nhá. Lưu ý ghi, khi mà chọn mua hàng không qua kho xong nhá, mình chọn thời gian là năm nay, xong mình bấm lấy dữ liệu lên ở đây nhá, thì mình sẽ nhìn thấy số chứng từ, được chưa? Số chứng từ để mình lấy cho nó gọn. Ví dụ này, có 3 dòng đầu tiên nhá, là 3 cái chứng từ là mình cần lấy. Em chọn cho chị là số 1, số 2, số 3 như này. Mình chọn luôn cho nó gọn trong một chứng từ, hoặc ở đây phần mềm cũng cho phép mình chọn tất tật tật luôn. Đây, tức là có nghĩa là các hóa đơn khác cũng được, nhưng mà chị hay làm việc thì chị sẽ lấy theo chứng từ nhá. Có nghĩa là trong một cái hóa đơn này, hóa đơn tài liệu 560. Tại sao lại ở đây lại cũng dưới này cũng là hóa đơn tài liệu 5, tủ tài liệu hóa đơn 560 nhỉ? Ở dưới này. Tức là em mình làm hai lần nhỉ? Em nói sao tự nhiên giờ nó hiện ra bị trùng. Chứ thực ra nó là chỉ một hóa đơn, nó bao gồm là 2.500.000 thôi. Vậy chị sẽ xóa đi một chứng từ của em bằng cách này. Mình hủy về đã. Mình vào phân hệ mua hàng đây. Mình xem. Đây này, hai cái hóa đơn này đang bị trùng nhau này, thấy chưa? Thế chị sẽ xóa cái mà nó không có V ở đây, có nghĩa là em đang làm sai, xóa cái sai để cái đúng, đúng không? Bởi vì nguyên tắc là mỗi một công cụ là mình sẽ ra một mã. Rồi quay lại nghiệp vụ này, công cụ này, ghi tăng công cụ dụng cụ hàng loạt này. Đó, chọn mua hàng không qua kho. Không nhanh quá không em? Rồi, rồi đấy. Năm nay này, lấy dữ liệu này. Em chọn tất cả ở đây. Còn nếu trong trường hợp ví dụ như em làm một loạt của cái tháng đấy là em cứ mua hàng không qua kho, sau để em ghi tăng một lần thì em cũng nói như chị giảng cho em ấy, đó là em phải nhìn vào số chứng từ, không hiểu không? Tại vì chị thấy là hai cái số chứng từ khác nhau mà lại cùng một nội dung, cho nên mình phát hiện ra là mình đang thừa, đúng không? Còn trên thực tế là mình khác nhau thì mình vẫn làm bình thường như này. Đồng ý chưa nào? Sau đó này, mình nhìn lại cho chị nhá. Cái ngày chứng từ đây là ngày 12 tháng 6 năm 2019, đúng không? Rồi sau đó mình chọn đây nào, ngày 12 tháng 6 2019, thì ở đây ngày ghi tăng của nó cũng là ngày 12 tháng 6 năm 2019. Rồi nếu trong trường hợp ngày ghi tăng này nó lệch không phải là ngày 12 tháng 6 2019, mà thường phần mềm Visa bản cũ ấy nó hay thể hiện là ngày hôm nay này, thì mình sẽ phải cập nhật lại ngày ghi tăng chính là ngày trên hóa đơn, bởi vì mình đang làm kế toán thuế tổng hợp mà. Thuế tổng hợp đương nhiên mình phải căn cứ trên hóa đơn chứng từ, chứ mình không thể nào căn cứ trên hiện tại để mình hạch toán giống như nội bộ được đâu, đúng không nào? Nhá. Vậy ở đây số kỳ phân bổ này, em hôm nọ chị cũng đã giảng lại một em rồi, em mở cái vở của em ghi ra là số kỳ phân bổ này phần mềm Misa hiện tại đang luôn luôn để mặc định là 1, bởi vì thực ra phần mềm không hiểu được là cái công cụ dụng cụ này thì cần thời gian phân bổ bao nhiêu theo ý của mình, theo luật, đúng không? Nó không thể gắn cụ thể cho từng cái loại được, đúng không? Cho nên cái này bắt buộc kế toán phải tự động nhập vào cái thời gian phân bổ công cụ dụng cụ này. Em có thể tham khảo ở cái thông tư 78 ấy nhá. Thông tư 78 nó quy định này là thời gian tối đa nhá, tối đa để phân bổ công cụ dụng cụ là 36 tháng, và giá trị công cụ dụng cụ là nhỏ hơn 30 triệu đồng. Sao ở đây thì chị ví dụ như tủ tài liệu này có 2,5 triệu. Cái tủ này em phải tùy vào tính chất của nó, có thể nó bé nhưng nó dùng được lâu nhé. Ví dụ cái tủ này em có thể phân bổ 12 tháng cũng được
hiểu không? Yeah, nhưng mà khi gửi văn phòng này em cũng thôi phân bổ 12 tháng đó chị. Bàn gỗ làm việc này em cũng phân bổ khoảng tầm 18 tháng là 5 rưỡi nhá. Yeah. Nhưng tối đa không được quá 36 tháng. Em hiểu chưa? Không, nếu như quá 36 tháng thì nó dành cho tài sản cố định mất rồi. Yeah. Nhá. Vậy đến đây này, đến đây có 3 dòng như thế này thì em sẽ chọn từng dòng một. Cái này chị cũng đã nói rồi, đúng không? Yeah. Bản thân chị dạy rất kỹ nhưng em phải về làm cho chị thì em nhớ được. Đây này, dòng thứ nhất nha, em chọn đối tượng phân bổ là gì? Đó là tủ tài liệu này dùng cho bộ phận quản lý là chắc rồi, đúng không? Yeah. Ừ. Thì như chị nói, thiết lập tài khoản chi phí không cần quan tâm nữa bởi vì nó là 6422 rồi, đúng không nào? Đến chọn dòng thứ hai, đơn vị sử dụng ở đây, nếu như cái này là phòng sản xuất, đúng không nào, thì hiểu bên này em phải chọn lại là 154. Cái này chị cũng đã giảng cho em rồi, sản xuất chung chấm dụng cụ sản xuất, nhớ chưa? Ghi ra đi cho chị thế nào, ghi ra, yêu cầu ghi ra, và ngày hôm sau phải, ngày buổi hôm nay phải thuộc lào lao cho chị về phân hệ công cụ dụng cụ. Tuy nhiên chị quay lại vấn đề ở đây, cái này nó cũng là phòng quản lý luôn, trên thực tế của nó cũng là phòng quản lý, đúng không? Yeah. Tiếp theo bàn gỗ làm việc này chị cũng cho nó vào phòng quản lý luôn, được chưa? Yeah. Rồi, và ở trên này có 3 dòng thì dưới này em cũng thiết lập cho nó đối tượng sử dụng và thiết lập phân bổ tương ứng là 3 dòng, đúng không nào? Yeah. Cuối cùng là ghi tăng, đồng ý chưa? Vậy như vậy là hai bước của việc là mua và ghi tăng cái chi phí trả trước ấy, em hiểu chưa? Yeah. Rồi, thế thì về nhà em có thể tự làm lại bằng cách là xóa hết tất cả phần ghi tăng này đi và tự làm cho nó nhuần nhuyễn nhá. Yeah. Còn một phần cuối cùng của vấn đề này nữa, nhưng chị cho dạy đây, quay lại vấn đề, em về hạch toán cho chị hết toàn bộ hóa đơn đầu vào đi nhá. Yeah.